Và hôm nay Mai sẽ di chuyển tới bối cảnh quay. Bối cảnh hôm nay rất là nặng đối với Mai. Phải nói là nặng đối với ba Mai trong gia đình và xã hội. Chung là mới sáng sớm ngủ dậy bước xe đi nên là chưa có makeup gì đó lên. Trên đó sẽ có makeup lên cho Mai. Lúc đó sẽ hóa trang đẹp hơn. Và cùng chờ đến hậu trường để xem như thế nào nha. Mùi đợi mọi người tới thì Mai sẽ ăn sáng lấp cái bụng cho nó no, và sau đó Mai sẽ mở một bài nhạc nghe. Bây giờ là cảnh sáng giờ chuẩn bị, và bây giờ là cảnh quay đầu tiên của May trong phim Gia đình lần số 1. Cảnh này là cảnh casting trong lúc mà anh Quốc rớt và May đậu, thì là May sẽ bị diễn một mình. Ra đây phản tránh mọi người kia. Em sớm đi. Rồi em đứng đây. Ai là Băng Mai ạ? À? Mời vô. Cho cái vị sư huynh để gọi danh sách là... Có chắc vị sư huynh. Có lên. Không lấy cái gì đâu. Mày làm gì trước đó? Để trước đó. Quốc Hùng. Ơi Quốc Hùng. Ai kêu tôi Quốc Hùng vậy? Em. Ai kêu tôi Quốc Hùng đây nè. Và tìm ai nào? Quay đây ôm đẹp. Ra. Chuyện cái gì vậy nha? Cố lên. Ra. Không ai à? Mày đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đúng rồi nha. Nhưng mà đây sẽ cố gắng. Ơi! Nói xong đi, hãy bước. Yeah.
4 ban mai. Cố lên, anh sẽ đứng ngoài đây chuyện ăn được cho em. Cố lên nha. Mời ban mai vô đi. Xíu và dọn lại thoại rồi sau đó đi thay đồ điện thoại.